Hôm nay ATK Việt Bắc có hành trình đến thăm chợ trung tâm Quản Bạ thuộc thị trấn Tam Sơn, Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. ATK Việt Bắc xin kính mời các bạn vào thăm và tìm hiểu các mặt hàng cũng như văn hóa đi chợ của người dân khu vực này. Thưa các bạn, bây giờ tôi đang vào trong chợ Quản Bạ. Giờ chúng tôi sẽ đi lòng vòng. Đây là hàng bán hàng mũ. Hàng mũ này. À, đi hướng này là ra cái mấy cái cửa hàng bán đồ thiết yếu, đồ lặt vặt, mấy em bé xinh xinh. Đây tiếp tục di chuyển vào trong. Đây hàng bánh kẹo. Chỗ này rất là rộng, vừa nhìn ngó qua thì thấy rất là rộng. Đây có mấy chị người Mông. À, cái vụ ở đây có cái vụ bán đậu sách như kiểu này. Ở đây bán đậu kiểu này thì bán như thế nào chị? À, bán cân à, đây là đậu cân. À, cứ thế là sát ra là bán cân vậy. Sát ra là bán cân. Ai ăn 10.000, 5.000 thì cũng bắt. À. Đây là đậu cân nhá, đây không phải miếng. Không phải miếng. Ở dưới mình bán là thành miếng, ở đây là đậu cân. Ở cái miếng. Vâng. Cái miếng rất to này. Chào chị, các bác, các cô. À, chào chị nhé. Đây. Sang đây cũng là một hàng bán đậu nữa. Vâng, bên này là đồ hàng thiết yếu, đường, sữa, mì chính, bột canh. Cái này, bên này là hàng đồ gia vị đây. À, có bác người Mông, bác bán cái gì đó. Bác bán cái gì đó, mấy cái đồ lặt vặt. À, bác này có vẻ là đi chợ mà sáng nay dậy sớm quá hay sao ấy, có vẻ là ngủ gật thôi. Vâng. Có vẻ là ngủ gật. À, vâng, thế bác ngủ gật, ngủ gật. Chào bác nhá. Cái món gì đây? Xôi. Xôi à? Vâng, tí cháu quay lại cháu mua nhá. Vâng, chào bác. Đây là món... Okay. Cái món này là món gì đấy anh? À, bánh phở à? À, mình nhìn thấy nó là lạ, tưởng là cái gì? Cái bánh phở thái sẵn này hả? À, gạo, cái gạo nếp đỏ. À, nó, cái nếp cẩm ấy ạ? Pha nếp cẩm rồi ạ? À, thế là mình thấy cái màu nó hơi khác. Rồi nhé, chào. À, chào anh nhé. Đi quay chút. Tiếp tục sang bên này. Nhìn xem ấy. Mình thấy cái món này nó là lạ. Bánh bò, bánh đúc. À, cái này là bánh bò, bánh đúc. Đây mấy cửa hàng bán bánh này, mấy vườn đồ bán đồ ăn, sách đem về. Đây. Ui. Bây giờ tôi đang đi xuống đến phần cửa hàng bán hoa quả. Ở đây thì thấy rất nhiều người bán hoa quả đang hàng bán hoa quả đây. Vâng. Nhưng mà hình như là toàn hoa quả nhập về. Táo này. Cái này hàng táo, hàng rau của Trung Quốc. Hàng hoa quả, hàng rau. Đây là hàng hoa quả và hàng rau. Măng. Rau các loại. Đây có một bác bán hương. Hương vàng. Đây.
Có hàng giao đồ gia dụng. Chào bác. Ở đây là thấy có cửa hàng bán mấy cái thứ. Cái này là tam thất hả bác? Cái tam thất này thì bán như nào đây? 80.000 một cân à? 60.000 một cái. À 60.000 một cái các bạn ạ, một cái như này là 60.000. Đây là củ tam, tam đây là tam thất gì ạ? Nhưng mà là tam thất gì bác? À, tam thất đen á. À. Mía này mua ở đâu á? Vâng. Mua chả. Mía này. Còn cái này là cái gì? Chữa đau dạ dày. Đây là cái hoa gì hay là cái quả gì đây? Chưa rõ là cái củ gì. À chữa đau dạ dày. Còn đây là cái thuốc à? Hả? À. À. Còn đây có mấy cái này gọi là như kiểu cái bùa ấy phải không nhỉ? Cái này là cái bùa hay là cái gì đấy? Cái này. À cái bùa treo, cái bùa thuốc. Cái thuốc treo. Cái này cũng là cái bùa, cái thuốc treo. Cái này là sừng trâu hay sừng bò gì đấy không? Sừng dê. Không, không phải. Cái này là cái sừng dê hay là cái gì đấy? À, sừng dê mà trong này có thuốc à? Cái làm này có tác dụng gì ạ? Đeo, dùng để đeo ạ. Có tác dụng gì ạ? Tức là cái này để đeo chứ cổ, có thuốc ở trong này phải không ạ? À, cái này là có thuốc ở trong cái đầu sừng dê để đeo vào trong cổ cho người có cái bệnh gì đó liên quan. Đây, rõ mình cũng không rõ là cái bệnh gì. Đó xem. Mấy cái này nữa. Đây là cái gì vậy? Hả? À, đau lưng ạ. Đây là thuốc đau lưng. Thế cái này thì về dùng như thế nào bác? Về dùng như thế nào ạ? Uống ạ. À, uống cái này là uống. Cái này là một lần uống hay là nhiều lần? Uống 3 ngày. À, uống 3 ngày chia ra 3 ngày. À, chia 3 lần uống 3 ngày. Còn cái củ này là củ gì đấy? À, nhưng mà chữa bệnh gì bác? Chữa bệnh cũng vẫn là chữa đau dạ dày. À, vẫn chữa đau dạ dày. Ở đây thì bác đây bán rất nhiều thứ, có các rất nhiều thuốc đây. Nhiều thuốc. À, có hoa quả nữa. Hàng chợ ở đây rất là đông. Chưa biết là cái lối đi đường nào. Đây là hàng bán cá. Nhưng nhìn thấy kiểu như là cá ấy không. Cá ao, cá nuôi công nghiệp. Nhập về rất là nhiều. Bắt đầu xuống hàng giày dép này. Ở bên này là mấy đồ bán hàng hạt giống, rau hoa quả, thuốc trừ sâu. Ôi giời, mọi người đi rất là tấp nập. Rồi, đi với anh vào đi. Anh sẽ đi vào bên này. Anh kéo chị. À, chúng tôi chuẩn bị. Đây... chuẩn bị xuống hàng quần áo. Có mấy chị người Mông đang muốn hàng quần áo. Ôi trời, có cái vòng bạc. Cháu nhờ chút.
À đây là có cái bán vòng bạc. 200 cũng bán à? Đây là mấy cái đồ trang sức của mấy người dân. Thế này là đẹp rồi. Cái này là bao nhiêu đấy bác? 250 à chị? 250. Người đang mua đồ trang sức. Đây có mấy chị đang rồi đây có mấy chị đang bán, đây là hàng áo người dân tộc. Bên này có một chị thấy nó giọng người Mông rồi, đúng là người đang bán hàng này. Tôi không làm phiền chị nữa, tôi sẽ tiếp tục đi sang phía bên này. Đây toàn cửa hàng bán vải quần áo, có mấy cái váy Mông. Một cái váy Mông kia thì là bao nhiêu chị ơi? 220. Cái này như cái đỏ đỏ kia thì là bán là đấy là người lớn hay là trẻ con? À, còn bán trẻ con thì tầm khoảng 10 tuổi, 11, 12 tuổi thì là bao nhiêu? Hả? Ý em đang nói là bây giờ bán cho cháu gái mà tầm 10 đến 12 tuổi thì loại nào vừa? Cái đấy là bao nhiêu? 250. Vâng. Mấy cái vòng vàng này là cho người lớn phải không? Vâng. Còn mấy cái trắng ở bên này? Đây là mấy cái hàng đồ váy áo của các chị người Mông. Ở đây đây có đồ bán hàng, có mấy đẩy lại một chị ở bán hàng quần áo người Mông nữa. Cái này là cái gì đấy chị? À, cái mình treo ở trước đi làm phải không? Đúng rồi. Thế là trong tiếng Mông gọi là cái này là cái gì chị? Nhưng mà nó có tên không? Có. Gọi là gì? Thế tên tiếng Mông là em không nói được đâu. Tiếng Mông thì em cũng không biết nói nữa. Tức là nó là một cái. Người dân tự làm hay như nào? Cái này là tự làm hay là may mình may mua vải? Vâng vâng. Có mấy cái váy Mông rất là đẹp. Đây. Vâng. Chị ơi đây là mình bán đồ đấy là Mông gì đây? Mông xanh. Mông xanh ạ. Vâng, đây chị ấy bán hàng đồ Mông xanh. Là có bên này là cái áo hay là cái gì đây? Hả? Khăn. À mấy đây mới là mấy cái khăn ở trên đầu. Mình đi sang bên này tiếp. Đây là một hàng bán đồ một cái dân tộc gì khác. Chị ơi cho em hỏi cái đây là bán đồ quần áo của dân tộc gì ạ? Dân tộc Dao ạ. À đây là hàng bán đồ quần áo của dân tộc Dao. Dao gì? Dao Tràm. Vâng, em cảm ơn chị. Ôi dồi ôi. Mà hỏi cái đồ
có cái chị bán hàng, cái này cũng là đồ dao, đồ rất là xinh luôn. Chị bán hàng. Đây, có mấy chị người dao nữa lại cũng ca chị nhé. Đây. À đây có hai cái anh chị đang bán đồ bạc. Những cái vòng này là cái vòng mình thêm vào à? Chị là người giao phải không? À, đây là anh với chị là hai vợ chồng ạ. À, hôm nay đi chợ. Em thấy cái vòng này rất là nhiều. À, đi. Tức là dân tộc mình là có tục là đeo nhiều cái vòng như thế. Khi đi thì mình mới đi chợ mình mới đeo, hay là về nhà mình vẫn đeo thôi. À đi chợ. Vâng. À đi chợ đi ăn cỗ mới đeo. Có. Đây có. Vâng, có cái chị có anh chị chủ hàng bán rất là xinh. À. Rồi rồi. À thử thử chị thử. Đi ăn tối hay là đi chợ chơi thì chị đeo mà. À, tức là mình đeo vào vào như thế, vâng. Được rồi, đấy, ui, xinh thế. Không. Cái vòng như của chị đang đeo đây là bao nhiêu tiền ạ? Cái này là không phải bạc rẻ đâu. À. 250 mà. Chị nhìn, chị nhìn zoom em vào trong này. Vâng, cảm ơn chị nhá. Mấy cái đồ trang phục của người giao. Đây là khăn. À. Cái này là khăn đội đầu ạ. Sao lại có mấy có mấy cái túm ở đây? Cái này chưa làm được cái này. À. Bây giờ chị thử quấn trên đầu như thế nào? Ờ. Rồi tí em đang muốn xem chị cuốn vào trên đầu như thế nào. Đây là mấy cái đồ hàng áo. À chào chị nhá, chúc chị bán đắt hàng. Ở bên này có mấy chị mấy cô cũng đang bán hàng quần áo. À. Chị này cũng toàn bán nói tiếng giao gì cả nhưng em thấy chị đang nói rất là vui. Chào chị nhé. Mình không ngờ là gặp các chị bán hàng người giao lại rất là xinh, toàn chị xinh, người mua cũng xinh. Vâng, chào chị. Thôi chào tạm biệt hàng bán đồ quần áo. Tôi đi vòng tiếp sang phía bên này. Giờ tôi đi sang đến hàng bán vật nuôi, các thứ. Ở đây thì có mấy hàng quán bán chó, có mấy chú mông cộc. À đây đúng rồi. Đúng rồi, còn chó mông à. Nhưng nay bán con kia là vằn nó cũng chừng mưa nhưng nó đuôi nó cũng cụt một tí này thôi. Con này về mông, con mông vàng này là cộc vàng này bao nhiêu chị? 600. 600. Vâng. À. Đấy đúng chó mông cộc. Con bên kia không phải à? Cùng một đàn nhưng mà sao nó lại có con mà cụt đuôi mà lại cộc đuôi mà lại con lại không nhỉ? Một đàn 5 con.
có hai con nó cụt đuôi nhưng nó chỉ cụt một tí nữa thôi. À, vâng vâng, em anh chị xem bên này. Ở đây ở đây lại có mấy con nữa. Con này trắng này, cộc đuôi này. Có cái chị người Mông chị. Tay này khá xù và đẹp ấy. Rồi tôi lại sang bên này tiếp. Ở đây toàn là bán chó. Mấy con này không có cọc đuôi. Ở đây mấy con có. Đây, chị đang bán hai con nhưng vẫn không đuôi. À đây. lợn con lợn mán đấy. Chị ơi, con này thì lợn này thì bán bao nhiêu chị ơi? À, một đôi là 1,5 triệu, tức là một con là 750.000. Có dây đấy tí tí mà bây giờ mà mình mà mua mà không có cái đồ sách về thì dắt nó về hay thế nào, hay là cho vào bao? Chào chị nhá. Đấy, xem mấy con bên này là mấy chỗ bán lợn. Cảnh đi chợ dắt lợn đi chợ bán này nghe. À đây là có chỗ anh chị đã mua xong lợn này. Mua xong lợn này. Rất nhiều lợn luôn. Chị này thì đang làm hai con xong rồi là đang dắt. Đây là em có em gái. Này anh bán lợn à em? À, vâng, em xin quay chút ạ. Con này thì được bán bao nhiêu đây? 1,3 triệu. À, 1,3 triệu. Nó khoảng bao nhiêu cân nhỉ? 115. À, chắc khoảng tầm 15 cân là 1,3 triệu, còn là hơn 100.000 một cân. Gần 100.000 chứ nhỉ? Đây có mấy con vịt. Bên này là hàng bán gia cầm, gà, vịt. Bên này là mấy quán bán hàng gà. Ở đây lại có mấy con mông cọc được bán ở đây. Vâng, chào cháu. Đây cũng toàn hàng bán gà. Mà đây không phải gà đôi rồi. Đây nhìn cái kiểu gà trại rồi. Đi lòng vòng xung quanh cái phía ngoài của chợ Quản Bạ. Đây giờ có cái hàng bán rượu. Rượu với gạo ngoài kia, không phải đây. Rồi giờ bây giờ đi đến đoạn đi ra đường thì thấy có mấy chị người Mông bán hàng bán rau. Ôi rất xinh. Chào chị nhé. Đây là hai mẹ con đi bán à? À đây là mẹ, đây là con, đây là con gái. À các chị bán hàng đây ạ. À bên này chị với đây là hai mẹ con. Vâng, đây là chị bán khoai. Vâng. Cũng thích mua lắm nhưng mà đi đường xa lắm chị ạ. Có mỗi 1-2 cân.
Thì quả này có ngọt không chị? À em nhìn xinh xinh như này. Quýt. Dung lấy. Bao nhiêu? Lấy 1 cân. Hai anh em đang gả là nếu như mà không ngọt thì bắt đền. Đây là nhìn thấy là em người gái người dân tộc Dao rất là xinh. Ở chị bán đồ bỏng ngô và của cho trẻ con. Chào chị nhé. Ở đây có em bé này ngáp đi chợ theo mẹ đấy. Chắc là ra đây là đi mua cái đồ sim điện thoại, thẻ điện thoại. Bây giờ tôi hành trình ra phía bên ngoài chợ một chút. Phòng đang về cái chỗ này. Quang cảnh khu phía ngoài chợ. Đây là cái đồ bán hàng rau này. Rau cỏ. Ở đây cũng là toàn đồ rau cỏ. Rau và dược liệu các bạn ạ, rất là nhiều. Ở đây đây. Vào có mấy cái quả này. Cái này là cái quả hay là cái gì anh? Nấm ngọc cỏ. À, nấm à? Vâng. Cái này thì bán như thế nào? Cái này về ngâm rượu không? Đây là một nấm. Đây là mấy cái đồ hàng dược liệu. Táo tàu này. Cái này là cái gì đây em ơi? À, ba kích à? Mình lần đầu tiên thấy ba kích. Còn cái hoa kia là hoa gì đấy? Đây là ngọc cẩu. Tôi lại tiếp tục di chuyển lên phía trên thì xem có cái gì đặc sắc không. Đây là quả gì đấy chị? À, me rừng. Một 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 ông này là 5.000 à? Một cho chị 10.000. Một cân này là bao nhiêu đây chị ơi? 5.000 một ống. 5.000 một ống à? 5.000 một ống này. Ai nhà chai cho không bài mà. Ừ. Đây cả luôn. Đây có cái chị đang đấy. Đây là cửa hàng bán nghệ gừng này. Rất nhiều những sạp hàng nhỏ. Đây là bà con tự đem ra xong bán dọc theo dưới đường. Rất là vui. Không nhận đây là một cái chợ rất là đông. Qua đây đấy có cái cửa hàng rất nhộn nhịp, hóa ra là đại lý bán vé xổ số. Bà con đang vào thử vận may. Đây là ai thử vận may là vào phải không ạ? Tức là đây là cửa hàng thử vận may phải không ạ? Chúc mọi người may mắn nhá. Có người mua đây để vâng. Lên TV đang quay. Đây đang em xin một chút làm YouTube. Đây là cửa hàng của cái bác đem đến cái sự may mắn cho mọi người. Đây là đại lý của công ty. Vâng. Rồi chào mọi người. Tôi lại tiếp tục di chuyển. Bên này có mấy chị bán hoa chuối rừng này. Đậu đỗ. À, có cái cửa hàng ong rừng.
mật ong rừng, ong rừng này. Ui dồi, nhỏ thế, to thế nhỉ. À, tức là cầm lên là nó vỡ à? À, bác bán mật ong này bán bao nhiêu một chai bác? 150 một chai. Cái rễ này là rễ gì đây? Rễ đỗ trọng. Hả? Đỗ trọng. Đỗ trọng à? Vâng. À, cái đỗ trọng. Còn bên này? Cái đấy là thuốc ho trẻ con thôi. À, thuốc ho. Nó có phải nó có cái mùi nồng nồng khác không? Không biết được, ông bán, ông đi chợ rồi. À, ông đi ra chợ rồi. À, đây là một cửa hàng của một người khác đã đi ra chợ. Ơi, chào bác nhé. Anh em tôi lại tiếp tục di chuyển. Đây là vẫn hàng rau rất là nhiều, toàn rau của bà con tự trồng xong đem ra chợ ở phố huyện để bán. Dày đặc luôn. Ở khu gần giữa chợ này, cái đoạn lên đầu dốc này, tuần quản bạ họ làm cái trang trí rất là đẹp luôn. Đây là mấy cửa hàng bán lan rừng. Một giò lan như thế này bao nhiêu anh? Giò lan này thì bán bao nhiêu anh? Cái này 80. À, 80. Cái này sống tự nhiên. Tự nhiên. À, giống tự nhiên. Cái này có 2 loại. Wow. Đây là hai anh chị đang trả giá để bán mua lan rừng này. Hôm nay bác này bán được một giò rồi. À, tôi lại sang phía này. Đây là toàn những cái. À, anh ơi, cho em hỏi cái cục này là cục gì đấy? Gỗ? Hả? Hả? À, Ngọc An. Đây để bán. Cái này thì bán như nào anh? À, một cục 100 nghìn. Đây là có anh ấy bán Ngọc An. Ui giời, cái tổ ong to thế. Đây lúc nãy mình nhìn thấy cái tổ ong to, nhưng mà tổ ong này còn to hơn nữa. À, đây là có cả con ong ong. Rất nhiều con ong con luôn nổ. Nhìn nhộng. Vé có thể khách như bên trong kia là có chua là 7 tầng, bây giờ bán nó còn rồi. Nó còn tàu nữa là tàu ha. Đây mắm mô. Ở đây mọi người nói mình không thể nghe thấy gì cả. Ở đây rất nhiều lan rừng này. Mấy lan rừng của các anh các chị dân tộc ra đem ra bán. Ở đây hàng hóa rất là phong phú, toàn hàng của bà con. Ơ, quả gì đấy nhỉ? À, quả ốc chó. Đây là quả ốc chó, nhìn cái này thì bán bao nhiêu anh? 60.000 một cân ạ. Cái này đem bán là ăn được luôn chứ? Ăn luôn mà. À, cái này chứ. Đập là ăn. À, đập là ăn luôn. Anh ơi, anh cân cho em. À, nó khén, mắc khén đấy. Anh cân cho em một cân đấy này. Mình mua một cân của anh quả ốc chó. Cái này là cái nấm ngọc cẩu. Tôi mới hỏi xong. Đấy, anh bán hàng của ốc chó. Cái này cây nó cao không anh? Cao lắm. À. À, cây cổ thụ mình mới nhặt được. Nó còn có một cái lớp vỏ ngoài nữa phải hay như thế nào mà nó rơi xuống à? Đúng rồi, có một lớp vỏ xanh xanh ở ngoài. Ờ. Nó cúc. Đây cháu bé. Rồi rồi. Rơi mất rồi. Ông bố đảm đang nhất của năm
vừa bán hàng vừa trông con. Được, được. À, ông ạ. Nó cũng phải cống con. À. Vợ tìm một đứa đang cõng một đứa trên lưng. À đây vợ anh đang cõng một cái đứa trên lưng, ba đứa. À. Đây cái chị đang cõng điệu con đây là vợ của anh đang bán hàng góc chó. Năm đứa. Một đứa, ba đứa. Ba bây giờ là ba đứa. Thế gọi không biết là không biết là sang năm tới nó còn đẻ nữa hay không quan trọng nhỉ. Chào anh nhá. À, mình chào hai ba bố con đang bán hàng của ốc chó, mình anh em mình đi tiếp. Ở đây vẫn là những cái đồ hàng, ví dụ như là đồ thuốc này, hàng cả ốc chó, đây có rồi. Bác kích à. Một người khỏe nhiều người vui phải không? Thôi được. Đây là quả gì đấy anh? À, quả na rừng. Đây là quả na rừng. Nó ăn nó giống quả na mình không? Nhìn nó hơi khác khác. Quả na rừng mà nó có giữa nó có cái màu tím này. Anh chỉ bán mỗi một quả này bán bao nhiêu bác? Quả này là 50.000 một quả. À, 50.000 một quả na rừng. Cái này chắc là đồ quý đấy nhỉ, khó tìm. Ngâm rượu thôi. À, ngâm rượu à? À, được, quả này để dùng ngâm rượu đó. Lại à, một người khỏe nhiều người vui ạ. Vâng. À, cảm ơn bác. Vâng. Giờ anh em tôi đi qua hàng đồ ăn. Đây, hàng đồ ăn rất là nhiều luôn. Không biết thấy có vâng, tôi đang tìm một cái hàng quán nào đó để làm một bát phở buổi sáng. Hả? Đây, quán này. Để quay. Quán này đây. Tôi cảm lên lên. Đây, lên đây. Đây thì hàng rất đông. Còn hàng quán ăn rất là đông. Vâng, phở nóng hổi nhá. Sau khi gọi được một bát phở thì đây tôi đã có một bát phở của mình. À, đây là đây. Ui giời, bát phở này chắc là no đến cuối buổi chiều luôn. Sau khi đặt hàng bát phở thì tôi được một bát phở và xin mời tất cả mọi người cùng ăn phở ở tại chợ Quản Bạ Hà Giang với tôi nhé. Bát phở này thì gọi là ăn này no đến bụng, đến hết chiều luôn. Bát phở rất là nhiều. Sau khi làm một vòng tham quan chợ Quản Bạ tại thị trấn Quản Bạ Hà Giang thì chúng tôi đã được một vòng và bây giờ xin phép được chào chợ Quản Bạ và tiếp tục hành trình mới của ATV Bắc. Các bạn yêu thích hành trình của chúng tôi thì hãy nhấn like, nhấn đăng ký và nhấn chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất của ATV Bắc. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.